là viên uống nè, viên uống bổ, đầy đủ vitamin và khoáng chất giúp cho mình khỏe khoắn. Ừ. Uống thử coi nó làm sao ha. Thì con uống thuốc để thải độc gan đó. Con uống cái loại y chang vậy nè. Bà nói cái thuốc này là trị bách bệnh đó. Bà nói là già uống vô là khỏe, còn trẻ muốn trị bệnh gì thì cứ uống. Trời ơi, ừ, thì là thuốc gì mà trị bách bệnh vậy? Đây nè, bà đưa cái thuốc này nè. Y chang vậy luôn. Y chang như vậy luôn. Bên nhà bà chính ú á, mở tiệc rình rang quá trời, mà sao mọi người không đi mà tự nhiên ngồi bú đây vậy? Đi sao được mà đi u vậy? Đi làm sao, sao vậy? Sao vậy? Đây nè, tôi chưa nói về cái tiệc đó nè, tôi đi biết bao nhiêu tiệc rồi mà bữa nay tôi không đi được cái tiệc đó là cũng tại bà đó. Sao vậy? Bà trả tiền lại đây đi. Người ta nói à, cho uống cái thuốc gì mà nó tiêu chảy quá mà hết ngủ được luôn, làm sao vậy con hả? Người ta nói là lựa lời mà nói cho lòi tiền ra là chị đó, là chị đó nói quảng cáo cho dữ vô, nói cho dữ vô. Này cái gì mà một loại thuốc mà chị ba bốn bệnh là lừa đảo rồi. Khoan, bình tĩnh đi, từng người một nói. Bây giờ bu vô nói quá trời nói không biết trả lời ai. Bây giờ sao cái chuyện gì là uống thuốc của tôi? Đúng rồi. Rồi giờ thì tao uống thuốc của tôi là giảm cân đúng không? Đúng. Có giảm chưa? Thì có. Thì đó, giảm cân là được rồi, là hiệu quả đúng không? Nhưng thuốc mà tiêu chảy. Tiêu chảy là nó sổ độc ra, nó sổ hết độc rồi nó hết chứ có gì đâu. Rồi giảm cân được là mừng rồi. Còn 8 nè, 8 bị gì? Thần kinh, ngủ không có được, mơ mơ màng màng ăn cũng không có ngon luôn. Rồi uống vô rồi cái trời giật mình giữa đêm hoài. Trời ơi, ngủ cũng không được luôn. Mà ăn cũng không được luôn, mà nó tiêu chảy con ơi. Thì vậy nè, tại vì á 8 bị thần kinh ngủ không được cho nên là độc tố nó tích tụ trong người. Uống cái này nó thải độc ra, nó thải ra cái đường đó đó. Ủa, thần kinh cũng có độc nữa hả? Thì đó, nó thải hết độc rồi hết thần kinh là ngủ được, ăn được ngủ được thôi. Phải không trời? Đó, phải từ từ, muốn đẹp là phải từ từ. Chị tính với em đi. Em sao? Chị nói là thải độc gan làm gì mà nó nổi mụn rát cái lưng luôn rồi. À, là em là thải độc gan đúng không? Em uống vô á, nó không có thải như hai người kia mà nó thải ra đường lưng. Sao mất mới gì tự nhiên nổi rát cái lưng vậy? Mấy cái mụn là mấy cái độc tố đó em. Kỳ vậy? Trời, độc tố bây giờ cái mụn ra nó xì ra ha. Em nặng cái mụn em văng đi, văng cái độc tố là hết. Rồi. Phải từ từ. Xong độc tố là nát cái lưng em luôn. Nè, thuốc của chị á đâu phải là thuốc trị bệnh đâu, nó là thực phẩm chức năng mà. Muốn đẹp thì cũng phải từ từ chứ. Trời ơi, thuốc này là uy tín lắm, người ta xài tốt người ta mới giới thiệu cho mình ha. Mà thuốc này là xách tay bên nước ngoài đem về, ở Việt Nam không có. Vậy là mình phải uống nữa hả? Uống cho nó hiệu quả. Trời, cái mình muốn thôi. Chỉ là tiêu chảy nó là chỉ là cái triệu chứng tiêu chảy. Đúng rồi, chỉ có không có thuốc giỡn đâu. Chỉ có người tiếng ai rên kìa. Ê, ba khóc kìa. Ê, tiếng không quen quá vậy? Trời ơi, tiếng ba của bà đó. Ba có chuyện gì mà ông khóc quá vậy? Ôi ba, ba ra đây ba. Trời ơi, giác ba. Cái gì vậy? Trời ơi, sao vậy? Có chuyện gì mới té hay sao? Không có té, trời ơi. Sao vậy ba, sao vậy? Lấy cái ghế cho ông ngồi nè. Đi nè. Bị gì vậy? Bị gì? Từ từ, bình tĩnh nói. Uống hai cái viên thuốc thực phẩm chức năng gì đó. Hả? Rồi uống thuốc thực phẩm chức năng nữa hả? Ừ, rồi nói uống vô nó khỏe đâu không thấy. Thức nguyên một đêm tới sáng luôn. Rồi nằm ngủ giật mình. Đó. Giống tôi. Ừ đúng rồi. Ủa giờ chị cũng có bị đó hả? Bị luôn á. Ừ đó, cái tôi xong cái tiêu chảy. Trời ơi giống con. Trời ơi tiêu chảy chân cẳng nó rung hết trơn rồi nè. Đó, rồi đã vậy thôi. Con bị bụng đầy trời lưng. Trời ơi con luôn. Bụng nào cũng đấy nó bự bự ra. Ủa cái gì vậy anh? Sao con bệnh ba người vô mình anh thế là sao? Tôi tưởng tôi tuổi vậy thì nói bụng. Trời ơi chết tôi. Ba uống thuốc bậy bạ chi vậy? Ai đưa thuốc cho ba uống mà ba uống? Trời ơi bà hay đời. Bà tặng cho tao cái hộp thuốc. Ta thấy thực phẩm chức năng vậy nè. Bà nói nhỏ em dâu tặng cho bà. Bà ghét nhỏ em dâu. Không thích uống mà đây mà cho tao. Bà nói anh uống đi, uống nó khỏe cho người lớn tuổi. Ủa, tao lấy tao uống. Ừ. Em dâu bà hai đời là ai? Là tôi. Bà Tâm. Là cái chai thuốc này đúng không? Đúng rồi. Nói. Ủa? Là tôi đưa cho bà rồi, bà đưa cho ổng uống á. Là thuốc của tôi hả? Chứ ai? Là ba tôi uống thuốc của tôi. Chứ trời, còn gì nữa? Ủa? Trời ơi, bây giờ ổng bệnh luôn rồi kìa. Cái này là gãy ông đập lưng ông. Ba! Đưa đi bệnh viện. Ba! Mọi người ơi, cái tin này là có thể đưa xóm đường dây của mình trở thành thành phố lớn luôn. Có cái chuyện gì đâu lớn lao, có thể thành lập cái hội tự quản thôi mà làm gì ghê vậy trời.
Anh làm tôi chủ quán hả? Ủa bà làm tôi mất hứng bà. Ủa thì có nghĩa là bây giờ cái xóm đường gây mình mai mốt sẽ thành phường đường gây, rồi mình trở thành một thành phố đường gây luôn. Trời ơi trời, tao tưởng cái vụ gì mới lắm. Cái vụ này tao làm tổ trưởng mấy chục năm trời rồi, tao rành cái vụ này lắm. Xin lỗi. Cái gì đây? Xin lỗi mọi người nha. Ông nói thì sao? Ông nói là hồi đó tổ trưởng đừng có nói mà không đúng sự thật. Từ hồi mà tôi biết ông đến giờ là ông không có rời. Nói ông gì? Không rời chỗ này nha, không hề rời cái chỗ bán đồ của ông. Vậy ông làm tổ trưởng là ông làm hồi nào? Bà rảnh bà bây giờ con thấy vậy, con thấy gì vô lý. Thí dụ mình ngồi mình nói chuyện bắt mớ gì chuyện gì cho nó cực vậy, mình ngồi mình nói chuyện cũng được mà đúng không? Ôi mà mọi người đừng có lăng tăng nữa. Ý của tôi là vậy nè, không có gì quan trọng hết trơn á, không phải suy nghĩ cái gì cũng quá nhiều như vậy, thấy không? Cái này là chuyện của ai, là chuyện của phường, thấy không? Phường họ tin tưởng ai á, dạ, họ kêu người đó làm vậy thôi. Chị sai rất là nhiều. Tại giờ chủ trương khác rồi, không phải như xưa nữa. Hồi xưa là ví dụ như là phường điều ai người đó làm, nhưng giờ không phải vậy. Bây giờ là phải gì? Bỏ phiếu bầu. Rồi mình ghi bỏ phiếu bầu. Mày làm như bầu dân cử chủ. Giờ ghê. Bây giờ dân chủ mà. Nè, mà mình muốn cho người ta bầu cho mình cũng đâu phải dễ đâu. Mình phải như thế nào thì người ta mới bầu cho mình đúng không? Đúng rồi. Sao tự nhiên ông nói hồi dẹp quán ta luôn vậy? Ôi ghê, trời ơi, chị lại chung.